Tiếp tục với video lần này, em Long xin giới thiệu đến với cô chú anh chị bốn cái lô đất nằm ngay tại các bãi tắm mà em Long đang đứng đây, là chỉ có 1,4 km thôi ạ. Và cái bãi tắm này là hiện dạng là bãi tắm dân sinh của người địa phương ở tại Nha Trang, thường tắm vào một buổi sáng sớm và một buổi chiều nha quý cô chú anh chị nha. Đó thì bốn cái lô đất này hiện tại đang tọa lạc ngay tại vị trí là hẻm 2/4 ở hẻm này, hẻm xe máy nha quý cô chú anh chị, và phường là phường Vạn Thắng của thành phố Nha Trang. Thì quý cô chú anh chị nè, thì có tổng diện tích là từ 67m cho đến 105m nha quý cô chú anh chị. Đường hiện trạng là đường bê tông 3,5m, thì chỉ có đoạn là 2,5m, cho nên là xe máy mình chỉ đi vào được thôi, cho nên là không ô tô không vào được. Và đường này sẽ được mở rộng quy hoạch 7m nha quý cô chú anh chị nha, lộ ô tô vào tận tận nhà mình luôn trong tương lai đó. Và hiện trạng bốn cái lô đất này cách chợ đầm chỉ đâu đó tầm khoảng 600m thôi, cực kỳ gần ngay chợ đầm luôn, là một trong những chợ cực kỳ nổi tiếng ở tại thôn biển Nha Trang đó. Và bốn lô đất này rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị nào mà mua để đầu tư hoặc là mua để xây ở nghỉ dưỡng ở tại thôn biển Nha Trang, cũng cực kỳ tuyệt vời nha. Và bốn lô đất này còn có tổng đang được chủ đang rao bán với giá là 2.250.000.000 và 2.350.000.000 nha quý cô chú anh chị đó. Và hiện trạng hướng của những cái lô lót này là đang là hướng đông nam và hướng đông bắc. Thì quý cô chú anh chị nào thấy sản phẩm này phù hợp thì có thể xem tiếp video lần này, còn nếu thấy chưa phù hợp đến quý cô chú anh chị thì quý cô chú anh chị có thể xem những video trước của em Lân đó, và để tìm cho mình một cái sản phẩm phù hợp ở tại thôn biển Nha Trang nha. Thì em Lân là chuyên review bất động sản ở tại thôn biển Nha Trang, như căn hộ, đất nền, nhà phố ở tại thôn biển Nha Trang, và có cả khu vực của huyện Diên Khánh giáp với lại thành phố Nha Trang luôn nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nào mà hiện tại đang biết bạn bè đó, đang có bạn bè hoặc là biết các bạn bè hoặc là trong một cái hội nhóm chuyên đầu tư bất động sản ở tại, mà muốn ở ý đầu tư ở tại Nha Trang, thì cứ liên hệ và cứ share những video mà em Lân quay review cho quý quay review những cái sản phẩm bất động sản ở tại Nha Trang, thì gửi đến những cho anh chị đó và những cái hội nhóm mà quý cô chú anh chị đang tìm kiếm muốn tìm kiếm một cái bất động sản nào đó ở tại Nha Trang ha. Dạ, và không đợi quý cô chú anh chị đợi lâu, em Lân sẽ tới cầm camera và quay hết cái đoạn xung quanh này để cho quý cô chú anh chị thấy rõ hơn về cái khuôn viên xung quanh bãi tắm, mà cho quý cô chú anh chị khi quý cô chú anh chị mua lô bốn một trong những lô đất đây và định cư ở đây, xây nhà ở đây và đi tắm biển mỗi ngày ha. Dạ, thì đây nè, thì đây là cái bãi tắm ngay chỗ đoạn cầu Hà Ra, bờ kè Hà Ra này quý cô chú anh chị. Thì đây là tòa nhà Mường Thanh Biển Chiều đó, đây là tòa nhà Mường Thanh Khánh Hòa số 4 Trần Phú, ngay cầu Trần Phú này quý cô chú anh chị. Thì bên này sẽ là công viên The Sin nè, đó đây là công viên The Sin. Còn phía bên này là bãi biển nè, bãi biển Nha Trang này, đó rất là đẹp. Phía bên kia là khu vực phía bắc, bãi tắm Hòn Chồng đó quý cô chú anh chị. Bãi tắm Hòn Chồng đó, đó là khu vực phía bắc của thành phố Nha Trang. Đó, đây nè, rất là đẹp. Sáng nay là do thời tiết Nha Trang hiện tại vừa mưa xong. Đó, hiện tại em Lân đang quay vào cung đoạn là tầm gần 10 giờ mà nhìn trời rất là trong xanh, rất là đẹp luôn. Phía bên kia đó là trung tâm của thành phố Nha Trang nè, đây là những cái tòa nhà khách sạn ở tại trung tâm Nha Trang quý cô chú anh chị ha. Còn phía bên này là cái bãi bóng chuyền, tập bóng chuyền biển của các bạn ở đây. Xin lỗi nha quý cô chú anh chị nha, do cái gimbal của em Lân thì nó bị cái vấn đề trục chặt á, nên là nó hay bị như vậy. Thì quý cô chú anh chị xem video thì thông cảm giúp cho em Lân ha. Đó thì khi quý cô chú anh chị mà tắm biển ở đây nè, sẽ có một số cái dụng cụ tập thể dục đó dành cho quý cô chú anh chị ở đây luôn. Thì phía bên kia đó là đường bờ kè Hà Ra, đó đường bờ kè Hà Ra, và tí nữa em Lân sẽ di chuyển bằng xe máy bằng trên con đường đó, di chuyển vào trong bốn cái lô đất mà em Lân muốn giới thiệu đến với cô chú anh chị ha. Thì đây là cái công viên, đây là công viên Sinh này đó. Phía bên này là con đường Trần Phú, lại là con đường ven biển ở tại khu biển Nha Trang đó. Sáng nay là vào 10 giờ sáng mới vừa mưa xong này quý cô chú anh chị, thì em Lân có quay nè, đó rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Sóng đánh nè, rất là đẹp ha. Phía bên này là có một cái bãi cát nhỏ nhỏ nè, chài nè đó. Nếu quý cô chú anh chị mà không muốn tắm ở đây thì anh chị, đây là cái nhà hàng, đây là nhà hàng Nha Trang View. Thì bên cạnh nhà hàng Trang View là có một cái bãi cát dài, cát vòng cung dài hết cả ven biển nè đó, mình có thể tắm ở đó cũng được. Thì từ vị trí này mình di chuyển xuống dưới đó tầm khoảng cỡ 50m là tới rồi đó. Thì ở đây nè cũng có nguyên một cái bốt toilet nè, có thể mình tắm rửa xong mình bên đây mình tắm lại nước ngọt, hoặc là mình đi vệ sinh ở đây cũng cực kỳ tuyệt vời. Và đặc biệt bãi dưới xe đây là bãi dưới xe miễn phí, hoàn toàn miễn phí cho quý cô chú anh chị nha. Đó, phía bên này là nhà tòa Mường Thanh Khánh Hòa, đó là một trong những tòa rất là đẹp ha. Và ngay gần cầu Trần Phú chỗ này, đây là cửa sông cửa biển của thành phố biển Nha Trang. Rồi về bây giờ em Lân sẽ di chuyển bằng xe máy, di chuyển bằng xe máy luôn, và em Lân sẽ quay one shot, không có cắt ghép gì trên video này để gửi đến cho quý cô chú anh chị xem luôn. Mà từ cái vị trí mà bốn lô đất mà em Lân giới thiệu đến với cô chú anh chị ở đây á, thì cách cái vị trí bãi tắm này chỉ 1,4 km thôi, rất là gần luôn nha quý cô chú anh chị nha. Vậy rồi, bây giờ em Lân sẽ di chuyển trên con đường đó luôn.
Và đặc biệt về bán kính, về tiện ích dân sinh của 4 lô đất này thì bán kính từ 500 đến 600 mét là đáp ứng đầy đủ tiện ích dân sinh. Ví dụ như là trường tiểu học Vạn Thắng này, đó, trường trung học cơ sở Trương Vương ở ngay chợ Đầm luôn nha quý cô chú chị. Đó, mà lại mình có chợ Đầm nè, có bệnh viện tỉnh nè. Đó, cũng cực kỳ tuyệt vời ha. Đây. Thì đây sẽ là điểm đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ đường Trần Phú này quý cô chú chị, ngay chân cầu Trần Phú này. Em Lân cũng di chuyển quay cho quý cô chú chị xem. Đó, đây là dự án cao tầng. Đó, đây là dự án cao tầng mà hiện tại vẫn chưa được cấp phép xây dựng ha. Đây là con đường bờ kè Hà Ra này quý cô chú chị. Bên này là sông Cái nha. Bên này là sông Cái nè. Đó, thì cái cầu Trần Phú của mình đây là ngay chỗ đây là cửa sông và cửa biển ở tại khu biển Nha Trang luôn. Đó. Ở đây là sông Cái này quý cô chú chị. Thì vừa rồi mới mưa cho nên là nước nó dâng hơi cao, thì chiều hơi cao. Còn phía bên tay trái đây là khu biệt thự liền kề sông của chủ đầu tư sông Đà, hiện tại đang trong quá trình xây dựng và sắp hình thành nha quý cô chú chị. Đó, và giáp với lại khu biệt thự này đó là khu dân cư của phường Xuân Hưng. Đó, của phường Xuân Hưng, và giáp với khu dân cư đó sẽ là chợ Đầm luôn, chợ Đầm của Nha Trang. Đó, là chợ tròn của Nha Trang nha quý cô chú chị nha. Đây là khu nhà biệt thự liền kề của chủ đầu tư sông Đà, hiện tại đang trong quá trình là giờ triển khai gấp rút để hoàn thành cho kịp tiến độ thời gian nha quý cô chú anh chị nha. Đó, thì đây là con đường bờ kè Hà Lan, là mỗi buổi tối là ở đây cực kỳ sầm uất nha. Ở đây nè, có một số ghe của một số hộ dân ở đây, họ đi ghe ở đây, thì nếu mà anh chị mà đi chợ vào tầm khoảng từ 4:30 sáng anh chị ra tới đây là anh chị có thể mua được hải sản tươi sống và giá rẻ. Đây, như cô đây mới về nè, như cô này là cô mới bán xong đó. Là anh chị mua hải sản đây cực kỳ rẻ, cực kỳ tươi, là ghe họ vừa về vừa cập bến đó, là họ bán tại chỗ đây luôn, bán tại trên này luôn nha quý cô chú chị. Đó, và phía bên này đây là cái con đường để đi vào chợ Đầm này. Đó, đây là những con đường để kết nối vào chợ Đầm. Thì mặt tiền đường bờ kè Hà Ra này đây là có một rất là nhiều nhà hàng hải sản ở hostel ở đây, đó đang kinh doanh ở đây cực kỳ thầm ức. Buổi tối mà anh chị ra đây là thấy cực kỳ nhộn nhịp luôn. Đó, là mình có thể mình ngồi bên đây được này, hoặc là mình ngồi bên quán cũng được hơn, nhưng mà với điều kiện mình ngồi bên bờ vỉa hè bên này là sẽ phải qua 10 giờ đêm nha quý cô chú chị, thì mình có thể ngồi được bên này đó, và có chỗ đậu ô tô thoải mái luôn. Đó, là rất là nhiều nhà hàng nè, kinh doanh rất là nhiều nhà hàng. Bên đây là cầu Hà Ra này quý cô chú chị, đó để đi qua kết nối đi về phía bắc hoặc là đi về Tháp Bà Bô Na Ga ha. Bây giờ em Lân sẽ đi ngược lại đây nè, lên ngược về chợ Đầm. Đó, đi ngược về chợ Đầm này, thì từ vị trí này mình qua đường mà mình chạy một đoạn nữa thôi là sẽ tới một cái con đường để cua vào bốn cái lô đất mà em Lân muốn giới thiệu lên chúng tới với cô chú chị. Như đây là con đường 2/4 rộng 20 mét. Đó, hiện tại ở đây là rất kinh doanh mọi mặt hàng luôn nha quý cô chú chị, bán là mọi mặt hàng đều có luôn. Ở đây có kể cả có đúc tượng của Phật luôn nè, đó, của mẹ Quan Âm nè, đó, đầy đủ. Đây ở đây là kinh doanh mọi mặt hàng, cái gì cũng có luôn. Tại vì ở đây là nó ghép với lại chợ Đầm ở quý cô chú chị, cho nên là buôn bán ở đây là rất là nhiều mặt hàng luôn. Đó, và đặc biệt trong cái lô đất của mình đó là rất là nhiều kinh doanh rất là nhiều phòng trọ trong đó và rất là lâu đời đó. Và đây là sẽ là cái con đường để cua vào bên trong bốn cái lô đất của mình nè. Đó, bây giờ em Lân sẽ đi vào, thì hẻm này là hẻm 1170 đường 2/4 ở quý cô chú chị ha. Đó, bây giờ em Lân sẽ chạy vào đây, thì đoạn này là mình có thể đi ô tô được nè quý cô chú chị, tại vì đoạn này là có nhiều nhà họ xây rồi cho nên là họ đã thụt vào để trừ vào cái diện tích quy hoạch giao thông đó, để mình chạy ô tô vào được luôn. Nhưng mà còn về cái lô bốn cái lô đất của mình là mình đi không được nha, mình chỉ di chuyển bằng xe máy thôi đó. Ở trong này là khu dân cư là rất là kinh doanh, rất là nhiều phòng trọ luôn đó, cho nên là với cái diện tích mà em Lân với những cái lô đất này có thể quý cô chú chị có thể xây phòng trọ kinh doanh cũng cực kỳ là có dòng tiền cực kỳ tốt luôn nha. Đó, trong này có bán hàng ăn, lại dân cư trong đây cũng đã ở kín hết rồi, rất là ít có quỹ đất mà ở trong này đó, họ kinh doanh trong này rất là ít có quỹ đất trống. Thì cái từ cái vị trí đất mà đi ra đường 2/4 á là bắt đầu đó tầm khoảng cỡ 300 mét nha quý cô chú chị, 300 mét. Đó, còn mà đi tắm biển là 1.4 km. Đây ha,
tùy em lần. Em lần đi nhầm, em lần đi hơi nhầm. Tới đây tới kia là cua mà em lần về thẳng luôn. Đó, mình tới ngay ngã ba này nè. Lúc mình mới vô cua xong mình tới ngã ba này là mình cua luôn nha quý cô chú chị. Mình cua vào đây. Đó. Đây nè, có một số hộ dân nhà là ở cũng cao tầng, từ 2 tầng cho đến 3 tầng rồi quý cô chú chị nha. Điện nước là vô tới tận nơi luôn. Đó, và ở đây là đặc biệt xây dựng tự do. Đó, đây là 4 lô đất trống đây. À, cũng đã được, hiện tại là được anh chủ anh chưa cắm móc thì sắp tới anh chủ sẽ cắm móc cho mình. Đó, có ranh giới rõ ràng. Phía bên này là cái dãy phòng trọ nè, em lần quay cho quý cô chú chị xem nè. Đó, quy một cái dãy phòng trọ dài luôn đó, dãy phòng trọ rất là dài. Và phía trên kia em lần đang có một cái nhà cấp 4 cũng đang bán là giá 1.9 triệu. Thì video sau em lần sẽ quay cái review căn nhà đó cho quý cô chú chị xem. Và đường này hoàn toàn là đường thông nhưng mà thông bằng xe máy nha quý cô chú chị nha, thông xe máy đó. Hẻm rất là nhỏ. Đường này hiện trạng là đường rộng 3.5 m nè. Đó, nhưng mà sẽ được quy hoạch mở rộng 7 m sẽ vào đất của mình, mất đất của mình nha. Đây, anh chủ là anh đã chấm đỏ hết nè. Đó, từ cái móc này tới đây là một lô. Đó, cái lô này lô gốc nè. Đó, đây tới đây là sẽ là một lô. Đó sẽ là lô gốc. Đó, phía bên này cũng có luôn. Thì cái hướng này là sẽ hướng đông nam nè quý cô chú chị. Hướng này là sẽ hướng đông nam nè. Hai cái lô này là sẽ hướng đông nam. Và hai cái lô dưới này sẽ là hướng đông bắc. Thì cái lô hai mặt tiền này mình có được hai mặt tiền là một mặt tiền đông nam và một mặt tiền đông bắc ha quý cô chú anh chị nha. Đó, phía dưới này là sẽ có một lô. Đó, phía dưới này là sẽ có một lô này. Đó, nhưng mà lô này là có tổng chiều ngang mặt tiền nó chỉ có 3.5 m nhưng mà được nở hậu là hơn 5 m. Đó. Còn phía dưới này có thêm một lô nữa. Đó, phía dưới này có thêm một lô nữa. Và sắp tới anh sẽ được anh chủ cắm móc rõ ràng cho mình. Đây. Có dấu mộc đỏ này quý cô chú anh chị. Đó, hiện trạng đã chưa cái đường bê tông này. Đó. Đã chưa cái đường bê tông rồi. Đó, cho mình luôn là ô tô trong tương lai sắp tới cái đường kia mà mở rộng ra ô tô vô được tới đây á, thì là ô tô mình sẽ vô tới tận nhà mình. Nhưng mà hiện trạng chỉ đi được xe máy thôi. Đó, tới đây là có một cái lô nè. Ở dấu mộc đỏ này, đó để đánh dấu trước này nha quý cô chú anh chị, nên quý cô chú anh chị cứ yên tâm. Nếu mà quý cô chú anh chị mua thì anh chủ sẽ cắm móc rõ ràng cho quý cô chú anh chị luôn. Và hiện tại chỉ có cái lô có chiều ngang 3.5 m này. Đó, kéo dài xuống là được nửa hậu. Thì cái lô này có anh được anh chủ bán là với giá là 2.250 tỷ. Còn ba lô còn lại sẽ bán với giá là 2.350 tỷ. Đó. Trên đất, trên sổ là có sổ hồng chuẩn chỉnh hết cho quý cô chú anh chị, có đất ở đô thị và đất cây lâu năm. Thì cái đất cây lâu năm đó là sẽ trừ, đó là trừ ra diện tích quy hoạch giao thông nha. Còn lại diện tích đất ở là có thể mình xây dựng cái nhà của mình được. Nhưng mà hiện trạng chưa có quy hoạch và chưa có đền bù, cho nên là mình có thể sử dụng cái phần đất cây lâu năm mình làm sân nha. Mình làm sân trồng cây hoặc là mình sân đậu xe hơn quý cô chú anh chị ha. Đó. Đây là không gian xung quanh nè, đó người dân xung quanh. Và đây, em Lân cũng sẽ show cái sổ cho quý cô chú anh chị xem. Nhưng mà không biết là nó đủ độ sáng để cho quý cô chú anh chị thấy được hay không. Rất là mờ. Đây, đợi tí nè. Không biết quý cô chú anh chị có thấy không? Mờ quá, tối quá, chắc không thấy đâu. Thì nếu mà quý cô chú chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp em Lân sẽ gửi những chụp hình lại những cái thông số mà em Lân vừa nói trên nhờ quý cô chú chị, ví dụ như là mình di chuyển ra biển bao nhiêu đó, rồi mình đi Chợ Đầm bao nhiêu đó, mình đi ra tới trường là bao nhiêu đó. Trong vòng cái trường tiểu học Vạn Thạnh của mình cách cái vị trí cái lô đất này chỉ nằm đâu đó tầm khoảng cỡ 200 m thôi, rất là gần, tại vì nó nằm trong cái khu dân cư này luôn nha quý cô chú chị. À, phường Vạn Thắng, trường tiểu học Vạn Thắng. Đó, sẽ nằm trong cái khu này luôn. Đó, cho nên là mình có con cái ở đây mình ăn học cũng cực kỳ tuyệt vời. Còn cái trường Trương Vương là mình sẽ cách mình là sẽ đâu đó là 600 m. Đó, cách trường cấp 2. Đó, thì sau này như cấp 2 thì mình có thể phải đưa đón hoặc là có thể cho trẻ em nhỏ mình mua một chiếc xe đạp để cho em nó đi học hàng ngày. Đó, cũng rất là tuyệt vời. Mình ở đây rất là yên tĩnh nè. Đó, hiện tại em Lân đang quay buổi trưa. Đó, tầm 10 giờ sáng. Đó, rất yên tĩnh. Và ở đây có một cái dãy phòng trọ kinh doanh có dòng tiền cực kỳ tốt. Và đây hiện tại đã full phòng nha quý cô chú anh chị nha, đã full phòng. Thì quý cô chú anh chị có thể mua được 2 lô về xây là cái phòng trọ có thể cho thuê cũng có dòng tiền cực kỳ tốt. Đó, ở đây là mặt độ là hiện trạng đang có xây mặt độ là xây ở tầm 3 tầng 1 tum này quý cô chú anh chị, 3 tầng 1 tum ha. Đó, thì quý cô chú anh chị nào quan tâm sản phẩm này liên hệ trực tiếp số hotline em Lân nha. Và đừng quên cho em Lân một lượt like, một lượt đăng ký để theo dõi kênh của em Lân ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những video lần sau. Xin chào.